Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng lướt qua những sản phẩm hiện đang có mức giá rất ưu đãi tại hệ thống Viettel Music. Đầu tiên đó chính là sản phẩm J310B của thương hiệu Colour Campbell từ Samick. Kính thưa quý vị, đây là một sản phẩm cực kỳ độc đáo bởi vì cái panel phía trước quý vị có thể thấy đó là một cái modern art rất là trừu tượng và bắt mắt đúng không nào. Và khi mà chúng ta ngồi vào đàn cái J310 này thì quý vị vừa có thể thỏa mãn được thính giác là những giai điệu piano thật là long lanh, thật là đẹp, và còn có thỏa mãn được cái thị giác. Như vậy thì với J310 này chúng ta vừa có thể thỏa mãn được thị giác và thính giác, thì mình có thể nói đây là một cái sự giao thoa, một cái sự kết hợp giữa âm nhạc và hội họa và tụ chung lại sản phẩm này. Và thì chúng ta lướt sâu vào một chút xíu, J310 này sở hữu bộ máy và dây đàn từ Đức và sở hữu cấu trúc là 5 trụ đơn đàn được xếp sole có chủ đích nhằm tăng cái sự vững vàng của đàn và cân bằng âm thanh. Và ngoài ra nó còn có một cái soft for rất là an toàn cho bàn tay chúng ta khi mà chơi đàn, đúng không? Rồi, sản phẩm thứ hai là KC121MD. KC121MD là một model thuộc Colour Campbell của Samick. Đây là một sản phẩm có màu sắc y chang như một ly rượu nho vậy. Thì chúng ta có thể tưởng tượng là mình vừa chơi đàn vừa nhấp nháp một ly rượu nho, rất là thú vị phải không nào? Và KC121 có chiều cao tiêu chuẩn cũng gây upright là 121cm. Với chiều cao này, quý vị hoàn toàn có thể giải trí tại gia cũng như học tập. Ngoài ra, tương tự như các dòng Samick và Colour Campbell thì KC121 cũng có trụ luân đàn 5 trụ và được xếp solar có chủ đích nhằm tăng sự vững vàng của cấu trúc tổng thể và cân bằng âm thanh. Tiếp theo, KC121 còn có soft for bảo vệ bàn tay đàn của quý vị đấy. Và sản phẩm thứ ba là sản phẩm nào vậy? Chúng ta cùng phải đào nhé. Thưa quý vị, đó chính là model ND21. Đây là sản phẩm thuộc dạng best seller trong hệ thống của chúng tôi. Và như quý vị có thể check out lại những cái video clip lần trước về ND21, chúng ta dễ dàng nhận ra là ND21 có chiều cao 121cm và sở hữu bộ máy ABS Tiran được đặt tên là Millennium thế hệ thứ hai. Ngoài ra, ND21 còn sở hữu cái soundbar gỗ nguyên khối Solid Wood và hông khô tự nhiên lên đến 5 năm. Kính thưa quý vị, hai điểm độc đáo nhất của ND21 chính là bộ máy và soundbar. Nó vượt trội hoàn toàn so với tất cả các sản phẩm khác cùng phân khúc của nó. Và quý vị có thể check out những cái clip lần trước để đánh giá về ngoại hình và chất lượng âm thanh của ND21 nó như thế nào quý vị nhé. Và nhìn tổng thể cái ND21 này, chúng ta có thể thấy nó là thuộc dạng đơn sắc, là monochrome. Đây là xu hướng mới trong thiết kế piano và hiện tại rất nhiều cái thương hiệu đang hướng đến. Bởi vì cái thiết kế monochrome này, khi mà chúng ta đặt vào căn hộ hay là không gian đặt đàn thì nó không những là nó hòa với không gian mà còn nổi bật chính nó nữa. Đây là yếu tố rất là độc đáo về thiết kế. Sản phẩm tiếp theo đó chính là model Cabotrum. Cabotrum là một sản phẩm rất rất đặc biệt bởi vì nó là hậu duệ tiếp theo của model Kawa, là model đã xuất sắc được giải thưởng cây Bino Upright của năm lên đến 4 năm liên tiếp. Đây là một cái thành tích mà vô tiền khoáng hậu có 102 từ trước tới giờ. Và Cabotrum sở hữu cái bộ máy sợi carbon siêu bền có khả năng kháng ẩm, kháng nhiệt và không bị biến đổi theo thời gian. Vì thế, cái người sở hữu có thể yên tâm hoàn toàn về cái chất lượng hoạt động của bộ máy. Không những truyền âm cực tốt mà còn có thể giúp cho quý vị tiết kiệm được tối đa chi phí bảo trì nữa. Và điểm thứ hai đó chính là soundbar Solid Wood gỗ nguyên khối. Và Cabotrum sở hữu cái soundbar hông khô tự nhiên lên đến 5 năm, giúp cho các giải tần âm thanh được phát ra một cách rõ ràng, dày hơn, uy lực hơn, giúp chúng ta phát triển kỹ năng cảm âm. Và Cabotrum còn có những cái chi tiết mà gia cường cho sản phẩm. Ví dụ như là cái thanh thép vuông ở dưới bệ đàn, quý vị có thể sờ dưới bệ đàn và thấy có một thanh thép vuông nối rất dài từ đầu bên này đến đầu bên kia của sản phẩm ở dưới cái bệ đàn, và giúp cho bệ đàn không bị xẻ xuống mặc dù chúng ta đánh cái cường độ mạnh và thường xuyên như thế nào đi nữa.
Và ngoài ra còn có những cái thanh pad nhỏ gắn khung sườn đàn và bệ đàn với nhau, và từ đó cấu trúc tổng thể của Carbotrum như thể là một, và giúp cho quý vị yên tâm về chất lượng rất bền của Kawai. Sản phẩm tiếp theo là một cây grand của thương hiệu Color Campbell thuộc Summit. Đây là model KG50. Thưa quý vị, đây là một trong những sản phẩm best seller của dòng grand piano. Sở hữu bộ máy và dây đàn của Đức, và ngoài ra chất âm của Color Campbell được đánh giá là chuẩn châu Âu bởi vì những thiết kế cũng như là nguyên vật liệu gỗ là gỗ cứng của Bắc Mỹ, cũng như là các thành phần bên trong đã được các nghệ nhân của Color Campbell ưu ái. Và chất lượng nó như thế nào thì quý vị hãy nhớ check lại các clip mà chúng tôi đã làm trước đây về Color Campbell KG50D nhé. Đây là sản phẩm mình rất là ưng ý bởi vì nó có mức giá thành rất là dễ tiếp cận, và với cái baby grand như thế này chúng ta có thể tiết kiệm diện tích của căn hộ hơn và đặt ở đâu cũng được hết nha quý vị nhé. Nó sẽ làm cho không gian của chúng ta trở nên sang trọng hơn và tinh tế hơn. Ok. Rồi, sản phẩm cuối cùng đó chính là GL20 của thương hiệu Kawai. Kính thưa quý vị, GL20 là một trong những sản phẩm best seller của hệ thống, và sau bộ máy ABS carbon, bộ máy sợi carbon siêu bền, có thể kháng ẩm kháng nhiệt và trị lực cực kỳ chính xác. Ngoài ra, GL20 sở hữu subwoofer gỗ nguyên khối Swiss Wood. Đây là một cái chi tiết rất là đáng giá trong cái dòng GL này thuộc Grand Luxury của Kawai. Quý vị có thể check các cái clip trước mà chúng tôi đã làm về GL20. Kính thưa quý vị, GL20 cũng thuộc cái Baby Grand. Đây là một kích cỡ rất là dễ để mà đặt trong căn hộ của chúng ta. Ngoài ra, GL20 có thể phục vụ quý vị cho những đêm nhạc nữa, đặc biệt là các anh chị mà có làm về phòng trà hay là quán cà phê, chúng ta có thể sử dụng GL20 như là một sản phẩm tuyệt vời cho những đêm nhạc của mình. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã lướt qua các sản phẩm có mức giá rất ưu đãi tại hệ thống Viettel Music. Hy vọng rằng quý vị luôn luôn khỏe mạnh và bình an trong mùa dịch này, và nhất là khi mà order piano, quý vị hãy nhấc máy lên và call ngay vào Viettel Music quý vị nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau.